Nhà thuốc cho em hỏi là chè dây có chữa được hiện tượng buồn nôn của bệnh trào ngược dạ dày hay không ạ? À? Chào bạn, theo kinh nghiệm dân gian thì chè dây là một trong những vị thuốc quý có công dụng trung hòa dịch vị trong dạ dày, giảm viêm loét. Chính vì vậy mà sử dụng chè dây thì người bệnh sẽ giảm được hiện tượng đầy hơi, chướng bụng do bệnh viêm dạ dày và buồn nôn của bệnh trào ngược dạ dày gây ra. Ngoài dùng chè dây thì bạn nên kết hợp với lá bồ công anh để làm giảm viêm loét dạ dày. Cách dùng này kết hợp thì sẽ giúp chữa được bệnh trào ngược dạ dày hiệu quả hơn. Cách dùng chè dây thì cũng rất là đơn giản, bạn chỉ cần pha hãm với nước sôi để uống thay nước trà hàng ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết thì bạn có thể gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ. À.